Hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay sẽ không phải là một clip bắn nhau mà sẽ là một clip mà mình sẽ so sánh giữa các ngọc và công với nhau. Thì như các bạn biết, phiên bản mới 3.0 vừa cập nhật ngày hôm qua thì rất là đáng buồn vì ngọc xuyên giáp đội phích. Thì hôm nay mình sẽ test thử lại xem là ngọc xuyên giáp nó yếu đi, nhưng mà yếu đi cái mức nào. Rồi hôm nay mình sẽ làm clip này so sánh những cái ngọc công, đó chính là ngọc tấn công này, bạo kích, hạt nhân và ngọc sắt. Ngọc xuyên giáp, ngọc sát thương có lẽ là mình không phải test, mà sát thương thì nó cũng cộng sát thương lên như tấn công nhưng mà nó yếu hơn. Đó, thì bốn cái ngọc sẽ là ngọc bạo kích, tấn công, xuyên giáp và hạt nhân đấy các bạn, bốn ngọc. Rồi bây giờ mình sẽ đeo từng ngọc vào một. Hôm nay đầu tiên sẽ là tấn công. Có lẽ là ngọc bạo kích thì mình sẽ không phải đeo vào vì là bắn thì thỉnh thoảng sẽ ra những cái tia crit á, thì nó cũng ngang với ngọc bạo kích mà, thế là mình sẽ có được cái điểm sát thương luôn. Từ từ mình phải để một cái gì đấy ở đây, mình ghi cái sát thương. Ở mỗi một phát nào bắn ra được ngọc, mình sẽ chỉ đeo một ngọc thôi. Mỗi trận thì mình sẽ chỉ đeo một ngọc thôi và vào test luôn cái map mới luôn các bạn ạ. Đâu đây, đây đây đây, sẵn có rồi. Cái arc đấy là mình đang cầm ở đây. Mình đang on 2 arc để có thể test được cái clip test ngọc này. Rồi rất cảm ơn bạn Thanh ở trong server mình đã gửi cho anh mình mượn cái arc này để mình có thể làm một clip cái hoàn thiện. Rồi ok, mượn arc dựa hơi khó. Bây giờ đang là đeo ngọc tấn công nhá. Mình sẽ ghi là đam chay này. Chay này. Tấn công này, bạo kích này, hạt nhân này, xuyên giáp. Rồi giờ mình sẽ bắn 1-4. Hôm nay mình đeo cái vũ khí gọi là lựu đạn này để cho nó, tức là sát thương không quá to ấy. Rồi mình không biết là mình bắn cái gì đây. À bắn 1-4 à. Rồi thế tí nữa mình sẽ chỉ bắn 1-4 nhá. Thế là bắn chay sẽ là 1-0 này. Không có ngọc gì sẽ là 1-0 nhá. Rồi bỏ qua luôn. Không có tiếng. Rồi bây giờ bắn 1-4 lần nữa xem bao giờ nó ra ngọc tấn công thì thôi. Xem bao giờ ra ngọc tấn công thì thôi. Nào crit một tia đi. Cái chân crit một tia đi. Rồi ác này bây giờ mình sẽ bay ra kia. Cầm lựu đạn để cho hố đạn to bắn dễ trúng các bạn ạ. Đây bay hẳn ra đây. À, bỏ tơ đào. Ôi crit lên là 2000 đấy các bạn. Rồi vẫn chưa thấy ngọc ngàn nhân đâu. 2016 thì phải, không nhìn kỹ. Thì nếu khi là mình phải chuyển sang cái map nào không đào được, cái map này là map đào được nên là bắn nó sẽ bị. Tấn công đi rồi. 2400 các bạn ạ. Tấn công 2400. Thôi mình ghi tạo, mình không kịp nhìn số sau rồi, được rồi, thôi bây giờ sẽ thoát ra và lắp thử cái ngọc hạt nhân vào. Thế là bạo tấn công còn được nhiều đam hơn bạo kích luôn các bạn ạ. Rồi rất là tuyệt vời. Rồi đâu nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ đến hạt ngọc hạt nhân nhé. Mình sẽ đổi cái map khác cho nó không đào được. Rồi bây giờ sẽ đeo ngọc hạt nhân. Hạt nhân level 10 đâu. Hạt nhân mình chưa biết là cái cơ chế tăng đam của nó như thế nào đâu. Nhưng mà ở phiên bản này tự nhiên mình thấy ngọc hạt nhân bắt đầu được tăng đam lên, nó lại giống như kiểu đợt trước rồi. Các bạn biết là đầu tiên á, khi mà hạt ngọc hạt nhân mới ra á, là đam rất to luôn. Thế sao vào giải sub cấp. Ngọc hạt nhân đam đầu tiên đam rất to luôn. Thế xong rồi tự nhiên một thời gian nó bị fix lại và tự nhiên đam nó bị nhỏ đi. Đến đây đến cuối clip này mình sẽ nói đến cái vấn đề đó là bảng ngọc làm sao lắp cho hợp lý. Rồi bắn 1-4 rồi nha các bạn. Cho nó bắn được nhiều tơn không thì kiểu như là bắn 1-4-4 thì đam nó to và sẽ dễ hết trận, dễ nhanh hết trận. Mà có thể là đấy, các bạn thấy ngọc rất là khó phát luôn. Ngọc hạt nhân thì mình thấy là rất ít phát thôi, nó không như ngọc xuyên giáp.
ra chân đi nào. À đây rồi, đây rồi. Bao nhiêu đây? 1620. Rồi, vẫn yếu hơn tấn công các bạn ạ. Ngọc tấn công có vẻ bây giờ đang là ngọc mà lực. Rồi bây giờ thoát ra còn gì nữa. Rồi rất là nhanh, chưa được 1 phút. Tết ngọc mình nghĩ là nó khá là lâu cơ. Bởi vì là sợ là nó lâu ra ngọc ấy, nhưng mà không ngờ là khá là nhanh. Rồi nhưng mà vẫn không thoát được. Rồi được rồi, thoát được rồi. Giờ thì đến sẽ đến ngọc cuối cùng đó, ngọc xin giáp. Mình không nghĩ là ngọc tấn công đam lại to hơn ngọc bạo kích như thế đâu. Tí nữa mình sẽ test lại một lần nữa. Xuyên giáp nha, tháo thân lên là ra xuyên giáp. Mình phải đeo từng ngọc như thế này, nếu không là nó sẽ dễ bị kiểu như là nó phát hai ngọc cùng lúc ấy, thì mình không biết nó đam như thế nào cho dễ tính. Rồi bắt đầu con ngọc cuối cùng đây. Bắn chay là 800 mà tấn công là 2400, bạo kích là ra 2000. Xuyên giáp đi. Ngọc xuyên giáp bây giờ mình cảm thấy nó không còn là xuyên giáp nữa rồi. Đang đam một tí thì đâu còn gọi xuyên giáp nữa đúng không? Nó phải là sát thương chuẩn. Nhưng mà đây thì là không có sát thương nữa luôn rồi. Từ hôm qua mọi người bảo là cái ngọc xuyên giáp này mình thích á, là mình đã không đeo ngọc xuyên giáp này nữa luôn. Nên là không biết là đam nó giảm đi như thế nào. Đây xuyên giáp à? Bao nhiêu? 1700. Rồi. Như vậy là chúng đã xác định được đó là ngọc tấn công là tăng đam nhiều nhất, sau đấy là bạo kích. Tiếp theo là xuyên giáp hạt nhân. Xuyên giáp đam vẫn to hạt nhân nha các bạn. Tí nữa thì mình sẽ test lại một lần nữa bắn 144. Đây 14 thì có khi là nó còn không trực quan cho lắm, mình sẽ bắn lại một lượt nữa bắn 144. Rồi chiến thắng đang thuộc về ngọc mà tấn công. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lại với là bắn 144 nhé. Các bạn đợi một chút thì vào trận. Bắn 144 thì có lẽ là sẽ phải thiên sứ liên tục luôn. Bắt đầu luôn với ngọc xuyên giáp nha các bạn. Mình lại ngược lại xuyên giáp hạt nhân bạo kích tấn công. 44. Test những cái ngọc ấy. Test ngọc thì cái map này là map hợp lý nhất để test ngọc rồi. Để ra hộ giáp. Quên mất là vừa nãy chưa ra tháo ngọc thủ các bạn ạ. Chưa tháo ngọc thủ ở cái arc này. Rồi, đam chay là 1210 đi bạn. Ra ngọc đi, ra ngọc đi. Ngọc xuyên giáp mà bây giờ nó bắn như này đâu nó gọi xuyên giáp nữa đúng không các bạn? Nó quá yếu luôn. Thực sự là quá yếu. À, quát pet này nó còn hồi máu nữa các bạn ạ. Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đấy. Ôi, crit là 3100 đấy các bạn. Đây, xin tăng máu này. Bỏ qua. Đây xuyên giáp bây giờ. Ôi dồi ôi, đợi mãi 2600 đấy các bạn. Rõ ràng là yếu hơn cái bạo kích rất là nhiều. Ít hơn hẳn 400 đam.
Rồi giờ thì mình sẽ thay cái ngọc mà hạt nhân vào các bạn ạ. Thế nên là thay ngọc thì mình chỉ cần thay là xuyên giáp, hạt nhân và tấn công thôi. Còn bạo kích thì bắn thỉnh thoảng nó sẽ crit ra mà, thế nên là không phải quan tâm đến lắm đến cái ngọc và đấy. Rồi sao lại vào cái tầm này, đang người ta đang làm việc. Nó sẵn sàng cái. Rồi vào. Rồi tiếp tục đam 144. À hạt nhân luồn mày thế. Ui rồi. Đừng crit. 2430. 2403, 2430 không rõ lắm. Rồi đấy, thế là bây giờ là các bạn đã biết được rõ là ngọc xuyên giáp vẫn mạnh hơn ngọc hạt nhân nha các bạn. Nên là có lẽ là cái bảng ngọc của mình sẽ không lắp hạt nhân nữa, mà vẫn sẽ lắp xuyên giáp thôi. Xuyên giáp nó vẫn mạnh hơn hạt nhân mà, kể cả bắn như thế nào nó vẫn mạnh hơn hạt nhân. Rồi có lẽ là bây giờ đợi cho nó hết 1 phút đi rồi chúng ta lại tính tiếp đến ngọc tiến công. Nhưng mà còn một cái để test nữa, nhưng mà cái này có lẽ là sẽ hơi lâu, bởi vì là cái test mà khi mà các bạn vừa ra xuyên giáp lại còn vừa ra bạo kích ấy, còn với cả là vừa ra nhân vừa ra bạo kích thì cái nào sẽ to hơn đó. Còn bây giờ là ngọc xuyên giáp vẫn đam vẫn to hơn ngọc hạt nhân các bạn đấy. Hôm qua là mình thấy có một vài bạn bảo là ngọc hạt nhân mạnh hơn ngọc xuyên giáp, là mình thấy nó không chuẩn lắm đâu. À không phải không chuẩn lắm, mà là qua clip này thì mình đã thấy nó không chuẩn lắm rồi. Bộ ngọc chúng ta như vậy là cái xuyên giáp nói chung là vẫn có chỗ đứng. Giờ sẽ đeo nốt tấn công, nhưng mà tấn công là các bạn phải lắp nhá. Tấn công mình thấy là đam vẫn to đấy. Rồi nốt cái ngọc cuối cùng. Xem tấn công ra bao nhiêu máu đây. Có mỗi test ngọc thôi mà cũng đến 15 phút rồi. Mà có lẽ là mình sẽ tua những cái đoạn mà nó không ra ngọc đi để cho các bạn đỡ phải đợi lâu. Ở đây tấn công rồi, bao nhiêu máu? 3600 đấy các bạn. Rồi, cũng xong trận luôn. Cuối cùng thì mình cũng đã có một cái kết quả, đó là thực sự là tấn công là tăng đam hơn rất là nhiều so với xuyên giáp và hạt nhân, bạo kích cũng thế. Và đây thì mình sẽ cho các bạn cái bộ ngọc của cái phiên bản mới này. Đó là đầu tiên chúng ta sẽ, đương nhiên rồi, tấn công bạo kích là sẽ đeo. Tấn công đam to hơn cả bạo kích, thực sự một điều luôn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đeo đó là miễn kháng. Bởi vì sẽ có rất là nhiều người thích ngọc hạt nhân đấy. Bởi vì ngọc hạt nhân bây giờ là, bữa nay mình có test là hạt nhân là 2004 và xuyên giáp 2006, tức là nó chỉ kém hơn so với xuyên giáp một tí, một chút. Ngọc hạt nhân vẫn là đam ít nhất đấy các bạn, không phải là ngọc hạt nhân đam to hơn xuyên giáp đâu. Đó, thế nên là sẽ có những người là thích ngọc hạt nhân, bởi vì nó đào được mà, nên là sẽ có những người thích ngọc hạt nhân hơn. Nên chúng ta sẽ đeo một cái miễn kháng ở đây, kèm theo đó là một ngọc thủ nữa, kiên cố. Mình thì mình thích đeo kiên cố, còn các bạn thì chắc là sẽ đeo hộ giáp hoặc là miễn thương. Mình thì sẽ đeo kiên cố và miễn thương. Ngọc thủ thì các bạn chỉ nên đeo miễn kháng kiên cố thôi. Đây là bốn cái slot mà các bạn, à đây, ba cái này này là các bạn phải bắt buộc phải đeo. Tấn công bạo kích miễn kháng là hai ngọc mà thực sự đam rất là to. Đây các bạn có thể thấy là đam bình thường nhá thì sẽ là 1200, tấn công liền là 3600, tức là gấp 3 lần đam nhá. Còn có thể là lên lực chiến càng cao, sát thương càng cao thì tấn công sẽ càng, ngọc tấn công nó thể sẽ không bằng bạo kích. Tuy nhiên là tấn công bạo kích đam sẽ rất là to luôn. Nên là tấn công bạo kích các bạn nên đeo. Phải nói phải thì hơi quá, mà các bạn nên đeo thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể đeo là còn hai cái ô cuối này, hoặc là bạn có thể đeo như mình, đó là thêm một cái ngọc miễn thương vào nữa. Mình thì đeo miễn thương. Rồi tiếp tục cuối cùng là một ngọc, một cái ô ngọc cuối cùng thì chúng ta sẽ đeo, hoặc là xuyên giáp nhân thì mình sẽ không đeo.
cả hai ngọc này mình sẽ không đeo. Mình cứ tưởng là hạt nhân nó được làm to lên cơ, nhưng mà thực ra là không phải. Rồi thì ô cuối cùng thì các bạn có thể đeo là phong ấn này. Một là phong ấn nhá, hai là thần báo, ba là liên kích hạt nhân. Còn xuyên giáp mình nghĩ là các bạn không thích đeo nữa rồi. Còn năm cái ô ngọc này thì các bạn nên đeo. Bốn cái ô ngọc đầu tiên thì các bạn nên đeo như vậy, miễn khá các bạn cũng rất là nên đeo, tránh bị đào. Với cả là bây giờ là những người thủ châu, thực ra mình nói cái này đến đoạn này mình quên mất mình nói, đó là đối với những người mà tầm lực chiến trên 50.000 thôi, tức là 50.000, 60.000, 70.000, trên 50.000 thôi thì có thể đeo như thế này. Nói chung là vẫn là tùy hứng thôi, còn mình thấy là đeo như này sẽ hợp lý. Có những bạn thì sẽ không thích đeo ba cái ngọc thủ như này đâu, thì có thể là đeo hoặc là kiên cố hay miễn thương. Còn hai ô còn lại các bạn có thể thay thế đó là phong ấn này, xuyên giáp. Xuyên giáp hạt nhân thì mình thực sự vẫn khuyên các bạn là không nên đeo. Các bạn nên đeo là thần báo này, liên kích và phong ấn. Đó thì là cách đeo ngọc của cái phiên bản mới lần này. Khi mà sau khi mà xuyên giáp đội phích, ngày xưa thì là xuyên giáp là một cái ngọc mà nó tạo ra cái hiệu ứng gọi là one hit ấy. Thì các bạn là vào là auto là sẽ chọn xuyên giáp luôn. Nhưng mà bây giờ thì không nên nữa rồi. Đó lại là mình sẽ đeo hạt nhân với xuyên giáp thì đao nó vẫn tương đương nhau, nhưng mà xuyên giáp nó có cái hay hơn, đó là đào được. Thế nên là các bạn cũng sẽ nên chọn hạt nhân hơn là xuyên giáp. Mình thấy các bạn vẫn nên, nó chỉ có một cái đó là các bạn sẽ bị mất turn thôi. Rồi đấy, rất là mong có lẽ là clip mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Sau đó cuối cùng thì mình sẽ đeo ngọc, đó là ngọc liên kích. Rõ ràng là liên kích không? Liên kích thì là gấp, liên kích nó cũng tăng đam. Khi các bạn bắn 4-4 mà nó liên kích thì nó sẽ gấp đôi đam. Còn số này mình sẽ đeo liên kích. Thần báo hạt nhân thì đôi khi mất turn mình thấy rất là củ chuối nên là mình sẽ không đeo. Xuyên giáp phải tăng ít đam hơn rồi, tăng rất là ít đam. Đấy là bộ ngọc cho cái phiên bản mới lần này. Nếu mà các bạn có ý kiến khác thì cũng hãy comment xuống phía dưới, hoặc là có ngọc nào hay hơn, hoặc là có cách đeo ngọc nào hay hơn, các bạn cũng vẫn comment xuống phía dưới. Mình sẽ đọc comment và có thể sẽ làm lại một clip nữa về ngọc. Đây là ý kiến riêng của mình thôi, các bạn có quyền nêu quan điểm mà, có quyền nói là đúng hay không, hay là thấy hợp lý hay không, hay là như thế nào đấy chẳng hạn. Mình có thể một vài ngày nữa mình sẽ lại làm một clip về ngọc này nữa để cho các bạn có thể có cái nhìn tốt nhất. Rồi, có lẽ là clip mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Rất là hy vọng cái clip này sẽ hữu ích cho các bạn. Rồi, đừng quên like và đăng ký ủng hộ cho mình nhá. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.